đây. Đúng rồi, nó đều là bưởi đường chín sớm. Nhưng riêng cái cây bưởi này là cháu làm kỹ thuật để cháu cho sai quả cho các chú đến tham quan và xem thôi. Còn cháu không khuyến khích các chú là lấy quả sớm như những cái cây này năm thứ tư. Thì không khuyến khích là các chú trồng xong lấy quả sớm bởi vì sai quả quá mà cái bộ rễ nó chưa khỏe. Là sau này cái cây nó sẽ bị phát triển kém. Nên là chúng ta cứ để năm thứ năm trở đi lấy quả. Còn từ năm thứ năm trở về là nó ra quả tự nhiên kệ. Đấy thì cái cây này thực ra là nó đến cuối tháng 8 mới ăn giống bưởi đường chín sớm này. Đấy, bây giờ hôm nay mới rằm tháng 8. Hôm nay đặc cách là cháu cho chú vặt một quả bởi vì nhà chú là trồng rất nhiều bưởi Tân Lạc Hòa Bình nhá. Thì cháu nói là cái cây bói nhà chú, cây bói nhà cháu đây ấy, ăn thì bằng cả nhà chú trồng bưởi Tân Lạc khoảng 10 đến 20 năm. Chưa ngon bằng nhà cháu được vì nó đặc tính giống Tân Lạc thì nó không ngon bằng. Đây không phải là cháu dèm chú để chú phá nhá. Không dèm mà cháu chỉ cho chú ăn. Nếu mà cháu nói nhà cháu ngon mà chú xuống đây mà không được ăn thì chú không bao giờ tin. Cho chú vặt một quả. Đấy. Chú vặt một quả ở trong thân, đừng vặt quả to ngoài này bởi vì khách còn xem. Đấy, chú thích vặt quả nào được đấy, quả đấy cũng được. Ừ. Đấy. Đấy là xong vào cháu sẽ cho chú ăn thử. Chú cầm thấy nặng không? Cái vỏ nó rất là... em mang một quả bưởi nhà chú xuống em bưởi đường chín sớm. Đây là đang vặt bưởi đường chín sớm. Cái cây bưởi này thì mới là năm thứ tư nhưng mà gốc nó còn bé. Đấy. Thì vào trong nhà, bây giờ vào nhà cháu gọt cho chú ăn thử. Bưởi này nó khoảng 10 năm 20 ngày nữa mới ăn được. Vỏ vẫn còn rất là xanh. Cái cam canh này bón cani Đức năm nay thì ngọt, phải nói ngọt sắc luôn. Đẹp này. Cái cam này quả to không anh? Cam canh quả nhỏ nó mới ngon. Quả này mới ngon này, cam canh quả nhỏ nhỏ này mới ngon. Cây này được hơn chục quả, à hơn chục cân. Cây này là chơi Tết xong thì dồn ra đây. Cam canh như thế này nó mới ngon này. Đấy bón cani Đức đấy, người khác cứ bảo nó nứt quả, nhà anh có nứt đâu. Thấy nha, những cái cây bưởi chín sớm mà từ năm thứ 3, thứ 4 chỉ cho ra quả tự nhiên, không tác động kỹ thuật gì. Chủ yếu mình chăm sóc cây để lấy tán to và tròn tán thôi nhé. Chú thấy đấy, nhà cháu có cây thì gần không có quả, có cây thì có rất nhiều quả. Nhưng mà chỉ có mỗi cây vì sao là cháu tác động kỹ thuật để cho có quả các chú xem thôi. Còn những cây khác nó ra sai hoặc là không sai, đấy là ra tự nhiên. Nhiều máy lắm. Đây là bưởi gì? Đường... Bưởi không phải bưởi đỏ, Hải Dương. Bưởi Hải Dương, nguồn gốc của Hải Dương. Ừ. Nó cũng nhện cho ít. Nhưng mà nhà chú phun nào không ấy sao? À, đây là Hà Bình Ngon vặt cho khách vặt một quả bưởi đường chín sớm ở trên cây bói năm thứ hai. Tức là năm nay mới bói quả năm thứ hai là quả này. Còn đây là quả bưởi bưởi đỏ gốc ở Hải Dương. Thì nó ăn vào tháng 8, nó rôn rốt chua. Thì hai quả này nếu để gần nhau thì nó gần giống như bưởi đường chín sớm. Quả nó xem nhau, chín sớm nó to hơn một chút. Thì hôm nay Hà Bình Ngon sẽ gọt test thử cho khách hàng ăn để xem. Nhưng thực chất bây giờ là bưởi đường chín sớm là chưa phải là chính vụ. Nó còn khoảng 10 năm 20 ngày nữa mới thu hoạch. Nhưng mà để cho mọi người ăn. Cái cây này thì cháu nói với chú là cháu chăm sóc để cho các chú xem thôi, đang chăm sóc theo kỹ thuật cháu để cháu làm được ngon. Ngon như nào tí nữa cho em sẽ biết. Đấy. Anh Hà đang bổ thử bưởi đường chín sớm. Cái bưởi đường chín sớm này thì vỏ nó rất là mỏng. Và khi chú để ý là chú gọt bưởi làm vườn, chú bón đủ cani, bón đủ cani và cái chất lượng nó có, em có thể ngồi vào ghế thì cái cùi của nó sẽ mọc, và khi cái chú cho ra vào nó khứa, nó ra kiểu nó nứt. Đấy. Cái vỏ nó bóc là nó dốc, chú nhìn cái tay cháu nó rất là dốc. Cái bưởi đường chín sớm thì cái sọ nó rất là to nhé, cái quả này tầm 1 cân 2 thì không đến cân. Nên là chưa ăn được nhưng mà vặt cho chú vặt, chứ còn cây đấy là thường cháu để cho khách xem. Đến mùa bán cây giống thì cháu mới cho vặt. Đấy, đến lúc còn chưa cây bán đã hết quả. Những cái cây mà cây già thì nó không nói làm gì. Cây già là nó đương nhiên nó là sẽ ngon đúng không? Cái
những quả này mà cháu bán buôn 5-6 nghìn. Quả nó tùy vào chất lượng, chứ bưởi diễn thế thôi, có bưởi có 10 mấy nghìn, có bưởi 5-6 nghìn. Đây, cho chú ăn bưởi ngọt trước, xong chú ăn bưởi chua. Múi rất cháo nhá, nhiều người bảo bưởi đường Dinh Chấm múi nát, nát hay không là do mình nhá. Do chăm bón đúng không anh? Chăm bón chăm sóc. Đấy, chú cầm đấy chú biết là nát hay không, chú cầm chú biết nhá. Chứ không phải là bưởi mà là nát bét mà chú bảo là bưởi này ăn không nát tí nào. Đây, chú nhìn. Để chú ăn thử thế. Cứ quay đi để anh ăn. Anh ăn đi, em được ăn mấy lần rồi. Đây cho phóng viên ăn xong. Đây cháu gọt những quả bưởi mà mình mang xuống này. Đây là cái bưởi đỏ gốc ở Hải Dương. Cái này ăn vào tháng 8, bị chun rất chua. Bưởi nhà ông chủ viên đấy. Bỏ chí chấm được. Phải không anh? Chú ăn là chú không cảm thấy một tí vị hê nào luôn, không có vị tê. Mà đấy là cháu bảo là cái cây bói năm thứ hai rồi nhá. Năm nay mới ra quả năm thứ hai ấy. Năm ngoái có bói. Mà 20 ngày nữa thì mới gọi là chính vụ để ăn. Kali thì cho Cali cho vào thời điểm nào? Cái này thì nó ăn sớm cho nên là cho vào từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Mỗi tháng cho này, mỗi tháng cho một lần đến hai lần được. Mỗi lần cho một gốc cân là. Ví dụ như cái cây bói nhà cháu đây cháu cho khoảng 3 cân rưỡi, nó khoảng 40 quả đấy. Thì 3 cân rưỡi nếu chú để ngọt cái giống bưởi này thì cháu lại cho bưởi đường sớm này cân trắng nhiều hơn. Thì cháu cũng chả cân đâu, nhưng mà áng chừng nó khoảng độ. Ví dụ 3 cân rưỡi thì một cân chia ra làm nhiều lần bón. Nhưng mà cái cân trắng thì cháu bón khoảng độ 2 cân rưỡi, còn đâu khoảng 1 cân cân đi đỏ. Thì nó sẽ có cái độ ráo múi, róc múi và giòn thơm. Chú ăn chú cảm thấy nó rất là thơm. Nó đưa lên miệng nó rất thơm. Và cái múi nhà mình cho ít kali. Cho ít kali nó sẽ không ngon. Mà cái kali mà chú lại không mua được kali chuẩn thì chú cho nhiều nó cũng còn hại mất cây. Cái bưởi này khi chín nó có đỏ vỏ không chú? Không, nó chỉ thế thôi. Chỉ có mỗi bưởi tam hồng của anh đỏ vỏ thôi. Cái bưởi này khi có bưởi tam hồng rồi thì bưởi này bán cho ai nhỉ? Có bán. Quả nó nhỏ, bưởi chua mà. Thế cả cái tam hồng này chỉ có bưởi đỏ đấy, chỉ có để cuối năm người ta thờ. Thờ gì chú, ăn cũng ngon hơn nhiều cái bưởi này. Mà cái bưởi này, cái bưởi chua để thờ trung thu này thì nó hơi bé. Mà ăn thì nó hàng quà nhưng mà giá trị kinh tế nó không cao. Cái múi của chú này, nhất là do chú bón chắc chắn là cani chú chưa bón đủ. Và thứ hai nữa là tôm nó dâu dâu ria ria này, tôm nó rất xấu. Chú nhìn cái tôm rất xấu. Đây, chú ăn thử tí cho em. Múi nó khô. Tôm cái này nó nhỏ. Nhỏ, nhỏ tôm. Tôm này tôm nó không để nó không mập. Nó không nây là thiếu kali anh. Ừ, cani chưa đủ với hại cái dòng bưởi chua này. Thì kể cả nó là giống bưởi, giống ngon. Cái này là sợ thứ bà ăn. Múi đây nó từ trên nó bé lắm. Thì là thiếu phân đúng không? Thiếu ở dinh dưỡng và chăm sóc. Nhưng cái giống này thì không nên phát triển cái bưởi đỏ này. Cháu biết ở Hải Dương có vùng trồng rồi mà cây nó sai đấy. Từ chùa. Cây sai phết nhà anh Nguyên, mấy chục quả cây nhà anh Nguyên. Mấy trăm quả anh. Không, cây nhà anh mấy năm thứ tư năm. Không đạt không ấy thì chuyển. Hôm trước có một anh ở Phú Xuyên cho hai quả bưởi chua ở đây ăn ngon. Nó gần như không có tí chua nào đấy. Cái vị ngọt nó nhiều hơn nhưng mà hơi đá một tí chua. Mà ăn xong nó không bị đắng miệng. Mà cái đấy thì cái quả nó to hơn cái bưởi này mà trái nó cũng cao hơi cao thành những bưởi chín sớm này. Nhưng nó tầm cân 2 đến cân rưỡi, nếu mà chăm tốt khả năng giống đấy được cân rưỡi. Ăn hơn hẳn loại này. Nó cũng ăn tháng 8. Cái này là mình chưa có kỹ thuật làm. Vâng, thế xuống để học kỹ thuật anh Hà. Khi cháu ăn bưởi, cháu ăn rất nhiều giống bưởi trên thị trường. Và cháu bán hàng cao cấp, tức là bán hàng rất đắt, phục vụ cho một đối tượng, số đối tượng ít, kén khách. Nên là
cái đánh giá của cháu nó khác với những cái người người mà chưa từng bán hàng cao cấp hoặc là chưa từng ăn nhiều cái giống bưởi, thì cái đánh giá của họ nó không không khắt khe như cháu. Cháu khắt khe hơn, bởi vì người ta có tiền, người ta có quyền, người ta ăn những cái quả bưởi lựa ngon là người ta không tiếc đồng tiền. Mình ăn những cái quả 30-40 nghìn nó xót ruột rồi, mình rất khó mình đánh giá được. Cháu bán hàng thì bán hàng cao cấp, đại gia người ta ăn thì cái giá người ta không tính, người ta chỉ ăn ngon. Lại được à, nếm thử đi xem nào. Năm ngoái em cũng được ăn rồi. Ừ. Mà đã trồng cây gần được ăn rồi. Cây nhà em sang năm là được ăn rồi nhỉ? Ừ. Bắt đầu cho bói. Ăn ngọt. Ngọt hơn bưởi diễn. Ngọt hơn nhiều, anh bảo ngọt hơn cả bưởi diễn mười mấy năm ấy. Đây nhá mọi người nhá, cây bưởi đường chín sớm bói năm thứ 2. Múi thì bà con có thể nhìn thấy như này là nát hay không là bà con nhìn cái múi là biết này. Nhưng mà thực tế như Hà Bình Ngon vừa ra vườn cho khách hàng đến tham quan và ăn thử một quả trực tiếp gặt trên cây, thì Hà Bình Ngon có nói với khách hàng luôn là trồng cây không nên vội để lấy quả sớm. Cái quả sớm của Hà Bình Ngon là chỉ để giới thiệu cho khách biết là độ sai và ăn như nào thôi. Chứ còn nếu làm kinh tế là chúng ta phải để cây to, chúng ta cứ chăm sóc cây to và xung xuê đẹp đi đã, thì chúng ta lấy quả thì sau này kinh tế nó ổn định, quả nó to và nó cây nó bền hơn. Đây nhá, Hà Bình Ngon quay gần lại múi bưởi đường chín sớm nhá. Bà con mà ai bảo ăn bưởi đường chín sớm nát là do nó trách mình, không phải trách ai nhá. Vì múi nó rất là ráo dốc như này, này. Rất đẹp. Chú ăn thêm múi nữa chú ơi. Đấy, chú ăn, chú cảm nhận xem cái bưởi ở trên đấy. Đoan Hùng các chú chắc chắn là không bằng rồi. Cháu khẳng định bưởi. Em chả được ăn bưởi Đoan Hùng ngon. Đoan Hùng chí đám với này, này chí đám với này Bằng Luân là hai xã. Cái chất đất thì có một số giống bưởi thì nó kén chất đất khí hậu, nhưng mà không phải tất cả. Ví dụ bưởi da xanh thì cái khí hậu ngoài này thì nó hay bị vàng lá thối rễ, nhưng năm đầu có trồng nó phát triển rất đẹp, nhưng mà bắt đầu có quả thì nó yếu dần. Và những cái vườn mà người ta làm chăm sóc để mà thành công thì có, nhưng mà rất ít, không đáng kể. Mà nếu thường là ở vùng cao hơn, còn mình ở đồng bằng ấy thì là trồng bưởi da xanh thường là bị thối rễ, nên là cháu không khuyến khích mọi người trồng, mà còn bảo mọi người hạn chế phát triển ở ngoài này. Lý do là này, quả nó có hạt, nó ra có mùa thôi, nó có một mùa, còn trái vụ nó lại không ngon mấy. Mà bưởi da xanh thì ở miền Nam phát triển rất là tốt, và người ta phát triển số lượng lớn thì người ta sẽ có đầu ra thị trường ổn định. Đố các chú đi siêu thị nhà hàng mà các chú ăn bưởi da xanh miền Bắc, các chú toàn thấy bưởi miền Nam đánh ra ngoài này bán thôi, với cái nguồn cung của người ta ổn định. Nên là nếu mình bán hàng mình trồng da xanh ở ngoài này để mang tính thương mại thì mình vẫn không thắng được ở trong miền Nam với cái số lượng vừa phải, thì cái thị trường của mình nó hẹp thì mình vẫn bán được, nhưng mà chăm sóc rất là khó. Bưởi da xanh ở khu em thấy nó, cái cây nó cứ cằn lại xong thì nó vàng lá đấy, vàng lá và quả nó bé tí lại luôn thôi. Chứ là nhà em mới trồng. Mới trồng. Nhưng mà tháng vừa rồi đấy em trồng đấy là cái bưởi tam hồng ở đấy là ít sâu bệnh hơn đúng không? Không sâu bệnh mà. Anh thấy ở trên đồi núi là đẹp hơn ở dưới bọn anh. Anh trồng là một người chăm sóc cây là gọi là chuyên nghiệp đấy, nhưng mà nhìn thấy ở trên vùng đồi núi đấy trồng phát triển như thế là đẹp. Thử ba loại diễn này với tam hồng với bưởi đường này. Nhưng mà thấy bưởi đường với cả bưởi tam hồng ạ, là nó không bị sâu bệnh mấy. Nhưng mà cái bưởi diễn ấy như kiểu là dễ kén vào ạ. Bưởi diễn thì nó nhiều, vẫn nhiều bệnh hơn. Cái đường chín sớm thực ra là nếu mà trồng ở dưới khu đồng bằng ấy thì nó lúc nhỏ nó cũng nhiều cái bệnh dỉ sắt khi vào mùa mưa. Nhưng mà khi năm thứ 3 như nhà anh kia rồi nó không có đâu. Không có. Nó khỏe. Nhưng mà lúc đầu ấy mà trồng những cái phản hồi của khách hàng trồng ở các nơi đồi núi và đồng bằng và chỗ trũng, thì cháu thấy là khu vực chỗ trũng là cái bệnh dỉ sắt nói chung là nhiều hơn, vì nó phát triển vào mùa mưa, thì cái đường trên sớm là nó dỉ sắt là nó nhiều hơn. Nó bé thì nó sẽ kháng bệnh, nó kém thì nó dễ bị xâm nhập, còn khi lớn rồi là không bị. Diễn bé lắm bệnh. Ăn đi, ăn cái bưởi đỏ rồi. Hải Dương đi. Anh ngồi nhà đấy, từ giờ đến Tết khối các loại bưởi mang đến nhà mà.
nhiều lắm, cháu rất nhiều loại bưởi, cháu ngồi nhà cháu biết, mà thực tế là cháu cũng đi nhiều mà, nên cháu ăn cháu biết hết. Hôm có đứa em ở trong Anh Sơn Nghệ An ra mua cái giống, đặt cái giống cho cháu, mang ra quả bưởi bưởi đào, bưởi hồng Quang Tiến, thì quả đấy nó trung bình nó khoảng độ cân 2 đến cân 8, có quả hơn 2 cân. Hình dáng thì nó gần như là cái quả bưởi mono, bưởi bưởi mono thế có nơi gọi không? Là bưởi Mỹ đấy, lá nó có nông và nó rất là rậm rạp, cây nó cũng to như cuối giường ấy, nhưng mà cái loại đấy cùi nó rất là dày. Cái cùi trắng này này, cái cùi trắng này của nó là nó bóc là nó khó này, cái cùi trắng này này xít. nó xít đấy, không dốc. Nó không dốc, nó kiểu bóc của nó gần giống cái cùi của nó, đặc đặc mà nó gần giống như cái kiểu bưởi lá dài trái chung, có nơi gọi là bưởi Diễn tháng 10 đấy. Ăn thì nó màu nó hơi hồng, nó không, nó cũng hơi hơi hồng như này, nhưng mà ăn thì nó chua, nó không ngon. Nhưng mà ở Nghệ An đấy là giống bưởi đấy là người ta bảo ngon nhất rồi, nhưng mà ra ngoài này mà gặp bưởi ở khu vực Hà Nội này thì tắt điện luôn. Thế mới phải đi trực tiếp. Nó ví dụ như các chú cũng thế thôi, các chú trồng ra mà các chú đi đúng hướng thì các chú cái chỉ có chăm sóc đấy, đấy. Quả nó ăn tê tê. Giờ có khi nó tháng 8 nó già hơn rồi. Không, vừa ăn cái này 2 hôm. Chắc quả đấy nó ra xong tê tê. Hôm nọ anh ăn cái quả bưởi chua mà có anh ở Phú Xuyên nên cho 2 quả ăn bưởi đấy mới ngon. Yeah. Tôm nó cũng tôm trắng như bưởi chín sớm này nhưng mà ăn ngon lắm. Ăn nó, anh mà ngồi ăn hết nửa quả, còn như bọn em ngồi tỉ tê hết quả. Em ăn no. No.